Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay Đào mới vừa đi siêu thị về và Đào mua được cái kem đánh răng Lister trà trắng. Bây giờ mình thử đập hộp ra mình đánh răng nha. Đây. Cái tuýp này là trọng lượng là 200 g, giá thành viên của Đào được mua là 138.000. Giờ mình sẽ lột ra nha. Ok, mình bỏ cái miếng garanti ra. Đúng không? Bây giờ mình sẽ đánh răng. Dùng kem đánh răng Lister để mình đánh răng. Rồi, đây, bây giờ mình đánh răng nha. Để cái này vô đã. Rất là tuyệt vời, mùi thơm và cảm giác rất là sạch. Để coi sản phẩm này nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia, trọng lượng là 200 g và thời gian bảo hành là 36 tháng. Mỗi người chúng ta hãy lựa sử dụng một cái kem đánh răng Lister nha.